Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với con nhân vật có tên là Drone Operator. Con này thì mình chưa từng chơi bao giờ thì phải, đúng không em nhỉ? Thì hôm nay mình sẽ cùng với anh em trải nghiệm con nhân vật này luôn nhá. Mình sẽ chơi con này với cái tính chất là bắt đầu với một cái con drone. Và drone sẽ như một vũ khí tầm xa và sẽ... cái gì đây? Đi xung quanh à? Ok, cộng một drone cho mỗi 25 đam kỹ sư mà mình có. Cộng một đam dài cho mỗi 2 đam kỹ sư mà mình có. Tốc chạy sẽ bị trừ đi 50% và trừ đi 30% speed. Ôi, con này không lên được tốc chạy luôn. Chơi x2 con này luôn thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Thử luôn. Mình đoán là cái kèo này là kèo của thằng Uy Vũ đây. Thấy hôm nọ nó comment là cái gì, anh ơi 2 tháng nữa làm cái kèo này của em nhé. Thế nhưng mà mình thấy 2 tháng nữa là lâu quá, thôi nên làm luôn cho nó luôn. Mình nghĩ là mình sẽ chơi với lại vũ khí nào đó mà nó có thể tăng được đam kỹ sư của anh em mình lên tương đối. Nó sẽ ok hơn đúng không? Mình sẽ chơi cái cho nó, cái này là cũng drone controller này. Cái này là kiểu điều khiển cái UAV hay là cái o cái gì gì mình không nhớ lắm. Nhưng mà để mà tăng được đam kỹ sư thì mình nghĩ mình sẽ chơi với lại cái cờ lê này thì mới có thể tăng được đam kỹ sư này. Đấy, chơi đam kỹ sư đi. Và item thì mình nghĩ là mình sẽ chọn những cái item nó tăng cái đam kỹ sư của mình lên ngay lúc đầu game. Được không nhỉ? Cái này tăng 5 này lấy được nhá. Lấy luôn cái này đi. Ok, 3 item mình luôn. Đấy, cháy luôn. Thì thử xem nó sẽ như thế nào này. Đâu? Drone như nào nào? Drone đâu? Drone đâu? Drone đâu? Drone đâu? Drone đâu? Wait. Drone của tôi đâu? Hey man. Drone của tôi đâu? Wait. Hey man. Drone đâu? Drone đâu? Cái wandering bot cái thứ gì đâu? Không có Wandering Bot cái kia cái thứ gì à? Tốc chạy để như thế thôi. Đam Attack Speed, đam kỹ sư hay đam kỹ sư? Mà rõ là có cái kiểu như là Drone Drift gì cơ mà nhỉ? Đây này. Mình sẽ bắt đầu với một cái Wandering Bot này. Cái Wandering Bot này thì nó giống như kiểu một vũ khí đam xa, đúng rồi. Nên là nó sẽ không kiểu thành cái wandering nó bay bay vòng vòng như bình thường nữa. Chuẩn. Bình thường thì cái wandering bot kia nó sẽ là cái mà bay tròn 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 quanh mình ấy. Nhưng mà bây giờ thì nó lại biến thành vũ khí đam xa. Nhưng mà mình đang không không nhìn thấy một cái khả năng gây đam nào luôn ấy. Ngoại trừ cái công trình này mà mình ấn tính chất space các thứ mà cũng không thấy gì luôn ấy. Lạ nhỉ? Thế thì cái Wandering Bot đâu? Cái Wandering Bot nó có tác dụng gì vậy? Lạ ha. Ui, quên mất con này nếu như mà lấy thì anh em mình không lên tốc chạy. Nên là không không nên lấy thêm tốc chạy làm cái gì. Với tốc chạy nó đang bị trừ đi 100% chỉ số rồi. Mà đang không hiểu là tại sao cái Wandering kia nó lại đi đâu rồi này. Không thấy cái Wandering kia đâu này. Lạ thật đấy. Cho hỏi cái là cái con Wandering Bot nó đi đâu vậy? Mà rõ là nó có tính chất là sử dụng như kiểu vũ khí đam xa mà đang không thấy đâu luôn. Lạ thực sự đấy. Anh em nào biết có thể giải thích cho mình được cái được không? Đây thằng kèo thằng Uy Vũ. Thằng Uy Vũ giải thích ở dưới phần comment luôn cho anh cho nào. Kèo đấu của mày dị thế nhở? Lạ thế nhở? Nhiều cái kiểu gì luôn ấy. Nhưng không thấy cái con Wandering Bot nó có tác dụng gì luôn ấy. Đam kỹ sư, hôm nay chơi thêm với đam kỹ sư là nhiều nên là cứ lấy đam kỹ sư là cũng ok. Là cũng được. Thêm máu con này, vừa nãy mình lấy cái này bị trừ hồi máu rồi. Ơi. Mà lấy thêm cái cờ lê xanh nữa nào. Đây 63 đồng mua thêm được 2 cái rồi. Quay tiếp theo quay 4. Đáng chưa thấy cái Wandering Bot nó có cái tác dụng gì luôn ý. Lạ thực sự luôn ý. Không thấy cái Wandering Bot kia nó tác dụng gì đâu đấy. Tí nữa mình thử vào shop, nếu như mà có thêm item kiếm mình vào shop mình mua thêm mấy cái Wandering nữa xem là nó thể hiện như thế nào. Chứ hiện tại đang 2 cái trên người rồi mà tại sao nó vẫn không có một cái tí xi nhê gì vậy? Khó hiểu nha, khó hiểu nha. Đang hơi bị khó hiểu, đang hơi bị khó giải thích cho cái trường hợp này nha. Kèo này nếu như mà cái Wandering kia nó mà không có tác dụng gì thì cái kèo này fail ấy trưởng ấy. Cái này thì anh em mình sẽ lấy thêm máu. Tốc chạy thì không lấy được rồi, 10% attack speed, ok. Lấy thêm marine knockback, 8 đam cơ bản à.
Hớ hỡn được, 8 năm cơ bản được. Đây, cái Wandering nữa. Mình nhớ là Wandering nó là item tím. Item tím. Ủa, cái Wandering đâu? Ôi chẳng lẽ cái Wandering nó là item xanh? Đâu, mình nhớ nó cái Wandering nó là item tím mà nhỉ? Nó là item tím mà. Nó là item tím thì phải tìm tím ở trên này chứ. Mình nhớ nó là item tím. Đây. Thêm một cái nữa này. Nào, ba cái Wandering Boss rồi nhá. Mà với tính chất của nó là cái drone kia sẽ giúp cho mình giống giống như một vũ khí đam tầm xa. Mà Equip sẽ trang bị Fire xung quanh. Nó sẽ di chuyển xung quanh mình mà tại sao... Sao không... Không thấy một cái tí xi nhê nào gọi là có nhỉ? Ừ, mua thêm một cái Wandering Boss nữa mà nó không có một tác dụng gì này. Có lạ nhỉ, cái kèo đấu này lạ lùng thật đấy. Kèo đấu này lừa thực sự đấy. Hay là cái tính chất kia nó bị ảo ma là Canada Lazada quá nhỉ? Kèo này lừa thực sự luôn ý. Còn cứ thử chơi thêm đến hết trận cho nào. Nếu như mà hết trận nó không có cái chuyện gì xảy ra nữa thì cái kèo đấu này coi như là fail đấy. Nếu như mà cái con Dream Boss kia nó không có tác dụng gì. Ồ, tưởng kèo đấu hay vui thế nào thì thằng gì nhập. Thằng Vũ nó mới comment nhiều như thế này. Hóa ra vào nó cứ lỗi tùm la tùm lum như thế này thì xem lại kèo nhá Vũ nhá. Lần sau mà kèo đấu mà còn như thế này nữa thì không có video để mà đăng đâu. Anh chịu đấy, mất bao nhiêu thời gian của anh ngồi anh làm video cho rồi. Ra một kèo đấu mà nó bị lỗi như thế này thì xin em đấy. Mất hết cái thời gian của anh còn làm nhiều kèo đấu khác nữa chứ. Em mới là em chết dở. Lần sau comment kèo chết kỹ của anh cái. Chứ kèo đấu này anh đang thấy nó bị lỗi kiểu gì ấy. Chơi nó không được giống như anh tưởng tượng ấy. Anh cứ tưởng là cái Wandering Boss kia khi mà nó chơi kiểu như thế từ với tính chất như thế thì nó sẽ trở thành một cái vũ đang tầm xa thôi. Hoặc là có thể là do anh hiểu nhầm hay như nào đấy. Nhưng mà fail thực sự luôn ấy. Kể cả do anh hiểu nhầm đi chăng nữa thì cái dòng mà nó Wandering Boss kia nó không thể nào mà nó có thể biến mất cái Wandering Boss của mình đi được. Hay là phải chơi vũ khí đam xa nhỉ? Hay là phải chơi vũ khí đam tầm xa nhỉ? Tí nữa test thử luôn vũ khí đam tầm xa luôn. Xong quay 6 thì đã vào làm thử một cái vũ khí đam tầm xa xem nó như thế nào. Rồi, tiếp tục nào. Bỏ cái này đi. Hai đang tầm xa, knockback, 4 đang vĩ sư này. Đây mình sẽ combine cái này vào và mình sẽ mua một cái đam tầm xa thì thử xem là đam tầm xa nó sẽ có tác dụng gì nhá. Đam tầm xa mình chơi khẩu SMG đi. Đây, thử xem là cầm một khẩu SMG nó có tác dụng gì không này. À đây. Ui rồi đây. Ui rồi ôi, ôi rồi ôi, ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi, nó phải như thế này này anh em ơi. Nó phải như thế này này. Nó phải như thế này này. Tức là anh em mình phải sử dụng vũ khí đam tầm xa thì cái Wandering Boss kia nó mới có tác dụng. Ôi rồi ôi. Giời đất ơi. Ê mà không biết sớm. Ôi trời, như thế này thì vừa nãy trách hơi lầm thằng Vũ rồi. Sorry Vũ nhiều nhá. Này anh chưa đọc kỹ. Ok. Sorry em nhá. Sau này có gì comment kèo thì tiếp tục kèo đấu nó hay nhá. Kèo đấu này thì anh thấy là bắt đầu là cũng vui rồi đây này. Tí nữa mình sẽ lấy thêm thật nhiều Wandering Boss thử xem là cái lượng mưa đạn kia nó sẽ như thế nào này. Ui, trông rơi nhiều vãi trưởng rồi đấy. Nào, đây. Từ từ nha, mình sẽ combine, mình sẽ mua thêm vũ khí đam tầm xa vào thêm khẩu SMG nữa để thử xem nó như thế nào nào. Đây. Mình lại hiểu ra thêm anh em ạ. Tức là cái Wandering Boss kia nó sẽ là thay thế cho vũ khí của mình luôn ý. Tức là nếu như mà mình bây giờ mình đang sở hữu là hai khẩu SMG đúng không, thì nó sẽ bắn cái kiểu như thế này. Còn nếu như tí nữa mà mình mua thêm những cái khẩu súng khác, ví dụ như là Shredder hay là Rocket hay là súng rồng ấy, cái thứ gì thì đạn nó lại khác đâu xem. Ừ, chuẩn. Ừ. Thế thì có càng nhiều Wandering Boss mà càng thêm kiểu nhiều vũ khí thì nó sẽ như thế nào? Oh man, được phết. Được cái chứ. Đây mới thực sự là mưa đạn này. Anh em này. Đấy. Úi trời ơi.
Đam ổn phết nha, đam ổn phết nha. Ui trùng nó xây như thế này thì đỡ sao nổi. Ok, thế bây giờ thì mình sẽ còn rên máu đi. Bán một cái này đi. Mình mua thử một khẩu súng khác, khẩu SMG này thử xem nó như thế nào nhá. Ví dụ như bây giờ mình mua một khẩu xem nào. Kiếm thêm một khẩu. Đây, mua thêm một khẩu súng này đi, thử xem nó bắn như nào nhá anh em nhá. Một ai gun này xem nào. À đai gun nào, thử xem nào, V9 này. Ê. Cũng tương tự luôn này. Nó cũng bắn mấy cái xúc sắc, những cái thứ giống súng ấy luôn. Ừ, cái này phải có càng nhiều Wandering Boss anh em ạ. Này phải có thêm khoảng chục cái Wandering Boss nữa thì nó còn bắn còn ghê nữa. Khéo lúc đấy là mưa, cái đạn nó rơi kín màn hình luôn. Anh em mình cần phải nghĩ luôn. Và bây giờ mình mới đang có đâu đấy là ba cái Wandering Boss thôi mà nó đã như thế này rồi. Uầy, tí nữa thì mình sẽ chuyển hết cái vũ khí của mình sang đam xa nhá. Để cho nó bắn hoàn toàn đam dài luôn, mưa đạn luôn như này luôn, chân chất. Như chơi cái vũ khí đam ngắn kia thì nó cũng đang cảm giác là không giải quyết được vấn đề gì. Đam bây giờ thì mình nghĩ là cũng khá là ổn, khoảng vài chục đam như này là cũng ok. Nhưng mà bị một cái là cái khả năng gây đam này, nếu như mà mình chơi như này thì nó sẽ không được mình kiểu control được ấy. Không kiểu là chủ động gây cho con quái nào, con quái nào nó không chủ động được ấy. Nó cứ rơi liên hoàn như thế kia thôi. Này thì chúng ta sẽ lấy thêm mô ba đâm dài, thêm mô chim mạng. Rồi, mình sẽ bán cái này đi và mình sẽ mua thêm khẩu, khâu thêm mũa. Mình sẽ mua thêm khẩu gì bây giờ người ta? Mua thêm một pháo hoa đi xem nào. Xem mà nó sẽ bắn pháo hoa như thế nào nhé anh em nhá. Cầm ba cái này vào và mua thêm một cái nữa là mình sẽ mua thêm cái ống nghiệm này nữa đi. Rồi đây, thử xem với như thế này thì nó sẽ như thế nào nào. Uầy, rơi liên tục luôn. Ô, nhưng mà anh em có để ý là cái vũ khí cầm trên tay của anh em mình vẫn có thể bắn gây đam được nhá. Vẫn có thể bắn gây đam được nhá. Thế thì tức là cái Wandering Boss kia nó chỉ là kiểu như là nó không bay vòng vòng quanh mình nữa, mà nó sẽ chuyển thành cái kiểu rơi đạn như thế này và rơi những cái loại đạn mà mình đang cầm trên tay. Ví dụ như bây giờ mình đang cầm khẩu SMG thì nó bắn ra những cái loại đạn của SMG, và mình đang cầm thêm khẩu pháo hoa với lại cái bình ống nghiệm với lại cái khẩu bắn ra cái xúc sắc kia thì nó lại ta may mắn kia thì nó lại rơi thêm mấy cái loại đạn như thế nữa. Hay phết nhở. Được cái kèo này cũng hay phết đấy chứ. Kèo này là cũng kiểu là mưa đạn từ vũ trụ đấy. Kèo này cũng mới đấy, trên kênh của mình chưa làm bao giờ đâu. Con nhân vật này, đúng là con nhân vật này lần đầu tiên mình chơi thật. 15% attack speed à? Ba giáp, làm tí giáp đi. Đây, bán nốt hai cái này đi. Và anh em mình mua thêm những cái loại vũ khí đam dài khác. Ví dụ như là mình mua thêm quả bom này này. Quả bom này với mua thêm khẩu của cung này. Đấy thế nhở. Này bắn chậm thế. Này bắn để bắn material đi à. Lấy thêm cái này nữa đi. Hay nhưng mà 2 giây bắn phát à. Thôi cũng được, không sao. Được rồi. Với 11 này. Ui dồi. Bom mới lệ các thứ là nó rơi kinh khủng luôn này. Tí nữa thì mất nhiều máu thế. Còn có 9 máu thế kia. Đang mải tâm sự nói chuyện các thứ các kiểu. Mẹ con Elite nó lao vào trong một phát mất gần hết máu luôn ạ, gần đai luôn ạ. May mà tỉnh lại kịp đấy. Ui trông rơi này. Này thì quái kiểu giống kiểu đi ngoài đường mà bị kiểu mưa đá rơi vào người. Một phát là có thể chết luôn. Ui xa. Trông cái quả bom kia nó cũng rơi từ từ nhìn khó chịu nhỉ. Trông khó chịu thực sự đấy cái quả bom kia. Này tăng thêm cái Wandering lên anh em nhỉ. Tăng thêm Wandering lên thì mình nghĩ là nó sẽ trở thành một gọi là dông tố đạn rơi từ trên trời xuống đấy. Nào bây giờ mình đang có 612.
Nhưng mà để lấy thêm được thêm cái slot Wandering nữa thì mình nghĩ là mình phải cần vào để mình lấy thêm tí vé số để tăng cái lượng Mercurial lên đã, chứ đang 612 Mercurial như này thì ít quá, không bỏ để có thể nâng lên được đâu. Nên là mình ít nhất là mình phải cần lấy thêm được đâu đấy chỉ số là 15 may mắn ở trong này đây. Và mình sẽ vào đây mình mua thêm cái item tăng lắc từ cái quả cầu Pokeball này này. 1 này, 2 này, 3 này, ok. Bây giờ mình đang có 33 lắc là có thể mua vé số thoải mái này. Là có tỷ lệ nó bắt đầu cộng Mercurial vào rồi. Thì anh em mình bắt đầu mới có thể tăng thêm cái lượng gì nhỉ? Wandering Boss mà anh em mình muốn được, đúng không? Lên khoảng hơn 10.000 đi. Đây rồi, ok. Thêm số lượng quái luôn. Thế thì lại thêm một chút Mercurial nữa. Đấy. Nói chung là cái vé số này thì càng nhiều may mắn anh em mình sẽ có tỷ lệ càng cao để có thể nhận được 500 đồng anh em nhá. Đấy. Đây, bây giờ anh em mình lên mua thêm Wandering Boss nha anh em nhá. Nếu như mà càng nhiều Wandering Boss thì nó sẽ như thế nào nào? Mình đang có là 3 cái đúng không? 3 cái. 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. Ok, 20 và mình sẽ mua thêm 1 2 slot vũ khí nữa để cầm thêm cái những cái dạng vũ khí khác nữa thì thử xem nó sẽ như thế nào nha anh em nhá. Đây, tăng thêm 2 slot vũ khí này. Và mình sẽ mua thêm một sẽ là cái độc này thì sao ta? Cái độc này cũng được, làm thử một cái độc này. Ô, mua cái độc thì phải mua ấy luôn, hai cái luôn, combine vào luôn. Ok, thế lên vũ khí đỏ luôn, mua cho nhanh, tội gì. Ê, lấy thêm cái gì đây bây giờ? Súng này thì chưa chơi, súng này chơi một lần rồi. Ngay lấy thêm đây, lấy thêm bom khói đi. Đấy, thêm quả bom khói nữa xem như nào nào. Quê 12 này. Ui. Ui, 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 ui. Ui. Thế này thì làm sao mà quá có thể tiếp cận được mình hả anh em? Đến cái khả năng như thế này rồi thì làm sao mà quá có thể tiếp cận được mình được đây? Trời đất ơi. Xin quái một cái tuổi luôn. Ui, wow. Đỡ hộ cái. Trời đất ơi. Trông này, kiểu gì kiểu quái nó cũng sẽ bị mình gây đam ấy. Không thể nào mà có thể thoát được cái đống đạn nó rơi như thế này được. Ui, nhưng mà như thế này là cũng nhiều rồi này. Mình đang nghĩ trong đầu là nếu như mà lấy thêm thì nó sẽ như nào. Nhưng mà chắc là thôi nhỉ anh em nhỉ. Để như này thôi, chứ nhiều quá thì nó lại ghê gớm quá. Nó lại kinh khủng quá thì không nên anh em ạ. Nếu như mà nhiều quá thì nó dễ bị lag lắm. Nên là thôi cứ để vừa sinh như này thôi là được rồi này. Đấy, như thế này thôi. Hoặc nếu như mà muốn thì tăng thêm cái số lượng vũ khí lên. Và anh em mình sẽ mua thêm vũ khí để nó có đa dạng những cái loại đạn nó rơi xuống hơn thôi. Đúng không? Đây, mình sẽ mua thêm đâu đấy 4 slot nữa đi. Đây, và sẽ mua thêm vũ khí đầu tiên sẽ là cái độc vừa nãy mình mua rồi. Pháo hoa này, thêm pháo hoa này. Cung này không cái nào nó phải gây kiểu như hiệu ứng đẹp đẹp cơ. Hiệu ứng đẹp đẹp à? Súng sét kia nó có gây hiệu ứng đẹp đẹp không nhỉ? Cái súng đây, cái này nó gây hiệu ứng đẹp đẹp không? Bởi vì nó sét thì chắc là mình nghĩ là nó cũng gây kiểu gây hiệu ứng đẹp đẹp đúng không? Đây, thêm cái này nữa này. Rồi, và thêm cái cái gì nữa đây, thêm cái ai gun này nữa này cũng được này. Nào thử xem nào. Quê 13 này. Ui. Ui anh em nhìn này. Ui 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 ui. Nhưng mà lag quá. Nhưng mà cái này thì nó lại bị lag quá anh em ơi. Cái này không được. Chết. Bán bớt thôi. Cái này phải bán bớt thôi anh em ạ. Này phải bán bớt thôi. Không được, lag quá. Đây, chắc chắn rồi. Mình sẽ phải bán bớt cái số lượng vũ khí của mình đi. Thế như vừa nãy anh em đã nhìn thấy rồi đấy. Nó lag kinh khủng luôn ấy. Nên là không thể giữ được lại cái đống vũ khí này hoàn toàn kiểu nhiều nhất có thể đâu. Nên là thôi bán bớt đi chứ không được. Rồi ok, để 6 cái này thôi nha anh em nhá. Quay 14 này. Đấy, để như này thôi, nhìn nó còn đỡ này. Ui như này nó còn đỡ này. Như này nó vẫn còn đỡ hơn vừa nãy. Ít ra thì nó còn nhìn được. Vừa nãy không nhìn được cơ. Nhưng mà nó vẫn bị lag quá. Này chắc là vẫn phải giảm bớt cái số lượng vũ khí đi. Hoặc là có thể là do cái pháo bông kia đấy, pháo hoa kia đấy. Cái pháo hoa mới ấy
nó bị nhiều, bán ra nhiều quá ấy, nên là nó bị lag như này, nên là mình nghĩ là sẽ phải bán cái vó hoa mới đi. Đây rồi, đây rồi, phải bán thôi, không thể khác được, bán thôi, không được để nó lại, để nó lại chết dở đấy. Đây, để như này thôi này, đấy như này nó phải mượt hơn không, đúng không? Mà vẫn đẹp. Ừ, tính ra chắc vừa đấy nó lag còn nó do cái khẩu pháo hoa đấy. Chứ còn bắn bình thường như này thì làm sao mà có chuyện mà bị giật với bị lag như vừa nãy được. Ui, vừa nãy nó giật kinh khủng nha anh em nhở. Nó giật kinh khủng luôn ấy. Đấy, bây giờ nó thân thiện như thế này cơ mà. Nó mượt mà như thế này cơ mà, đâu như kiểu như vừa nãy. Vừa nãy thì thôi, ối rồi luôn. Vừa nãy trông kiểu không nhìn thấy một cái gì luôn ấy. Ghê thật. Vào game 18 gặt nhẹo con Elite nào anh em ơi. Này mình có để Elite thì nhanh thôi. Con Elite cái tầm này thì phát một à. Ui, không nha, do vũ khí mình ít nên là đánh nó cũng hơi mất thời gian đấy, vẫn phải cẩn thận đấy nha. Ui, đánh lâu hơn so với bình thường nhá. Ôi, bình thường đánh con Elite thì nhanh lắm đấy, bây giờ đánh chậm vãi chưởng ạ. Cơ bản đam mình bé mà, đam mình bé vãi chưởng à. Kiểu là cờ quái thì cờ liên nhanh thôi, chứ còn boss thì đánh nó hơi lâu bởi vì đam béo á. Thế giờ không chú trọng phải tăng đam, tí nữa khéo phải tăng thêm tí đam cho nó đánh cho nó dễ dàng hơn. Nhất là vào đến cuối 20 ấy mà gặp boss là phải tăng cái lượng đam lên một tí cho nó dễ chơi, không để nó bé bé như này bắn khó lắm. Tăng đam thì bây giờ anh em mình cực kỳ đơn giản thôi. Một là anh em mình có thể lấy theo cái kiểu là tăng giáp tăng đam, hai là có thể lấy theo cái kiểu là tăng tốc chạy của quái tăng đam. Mà để mà dễ dàng nhất thì còn cái nữa là tăng tốc chạy của bản thân rồi tăng đam kèm theo đấy luôn. Còn chắc để tối ưu nhất thì mình nghĩ là nên lấy theo cái kiểu là tăng tốc chạy của quái tăng đam ấy là ok nhất, là nó sẽ nhanh nhất và lên được nhiều đam nhất. Đấy, cái mà tăng 100% XP ấy anh em. Đấy, cái crit đấy, lấy cái đấy là ok rồi. Được cái đấy xong là tăng ối đam luôn, là ok luôn. Ui sợ. Rồi. Ui, nhìn cái kiểu nó rơi đạn như thế này thì cảm giác là nó mới, nó lạ thật đấy. Nhưng mà nó rơi cái kiểu này nó cứ bị kiểu lác lác ấy, cái này cũng hơi kiểu khó chịu một tí đấy. Ồ, lấy thêm 4 năm dài này. Rồi, ok, đây, bổ sung thêm đam nhá, cho nó dễ chơi. 1 phát, 2 phát, 3 phát, 4 phát, 5 phát, 6 phát. Đấy, xong luôn nhá. Này, vào phát là xong luôn con Elite với boss này. Này, đấy, anh em thấy không? Em thấy không? Đấy, 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 xong luôn mà. Mình bảo rồi, tăng đam thì cứ lấy cái đấy là xong luôn. Ôi, nhưng mà phải nói là cái cặp đôi này cũng làm mình tương đối bất ngờ đấy. Lần đầu tiên mình chơi cặp đôi kiểu như này đấy. Nó sẽ, nếu như mà anh em sử dụng mấy cái vũ khí đơn giản như lúc đầu mà mình chỉ chơi hai khẩu minigun thôi, à hai khẩu SMG thôi, nhìn nó khá là mượt. Nhưng về sau mình tham mình lấy thêm nhiều slot vũ khí, mày thêm nhiều cái Wandering vào thì nó bị lag quá, khó đỡ quá. Nên để cái Wandering Box kia nó khoảng mấy cái thôi thì nó còn đỡ. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy video này hay, hãy để lại cho mình một like, subscribe kênh, đừng quên hãy để lại những cái kiểu đấu tiếp theo mà anh em mình muốn mình thực hiện nha. Bye bye mọi người, see you again later.